Chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn phần mềm Case Talk Animator phiên bản 4.0. Đây là phiên bản mới nhất mà đăng quảng cáo trên trang Case Talk Animator, và phiên bản này được đổi tên thành Custom Animator. Đấy, nó không còn chữ Case Talk nữa. Và chúng ta sẽ khám phá phần mềm này như thế nào. Đây là Custom Animator 4. Thì bản này tôi vừa cài tối qua. Tôi vừa cài đặt tối qua. Tất nhiên trên máy của tôi thì cài cả bản 3.0, bản phiên bản 3 chấm 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 gì đó. Thì đối phiên bản này thì chúng ta sẽ khám phá nó như thế nào. Thì các bạn thấy là về toàn bộ giao diện thì vẫn như cũ. Cũng không có gì thay đổi về cách làm việc. Để giúp chúng ta đã làm quen với phần mềm rồi thì nó vẫn quen tiếp. Chứ nếu mà bây giờ thay đổi giao diện thì người dùng sẽ sử dụng và sẽ khó hơn. Sẽ khó hơn. Đấy. Phần mềm này sử dụng sẽ khó hơn các bạn nhé. Cho nên người ta vẫn giữ giao diện. Thì bây giờ chúng ta khám phá về actor. Đó là nhân vật. Thì nhân vật ở đây trong cái bộ này nó được xuất hiện rất nhiều. Ví dụ như là... ta thử một nhân vật mới bên trong G3 của chúng ta. Đây là một con ma. Nhân vật này chính là một con ma. Thế thì chúng ta thử xem nó được hoạt động như thế nào. Bây giờ chúng ta vào animator để ta animation để ta gán cái hành động cho nhân vật này. Thì bộ thư viện của nó rất là nhiều. Đấy. Rất là nhiều, gồm có phần size, front, size. Rất là nhiều. Đấy, chúng ta có thể thả vào đây. Đấy. Thì chúng ta thấy là trong cái khoảng timeline này, nhân vật đã chuyển động như thế nào. Thì chúng ta thấy là đây, đây nhân vật. Chúng ta có thể sửa chữa vân vân. Đấy. Thì đây là phiên bản này tôi xin giới thiệu thôi, vì là tôi cũng chưa khám phá nó. Và bây giờ hôm nay tôi mới đi làm về và có thời gian để tôi khám phá nó. Thì phần giao diện thì đa số vẫn giữ nguyên, chỉ có thêm chúng ta rất nhiều nhân vật, nhiều thứ, và chúng ta có thể xem xét. Ví dụ như là chúng ta thử xem một cái nhân vật 360 độ này nhé. Ta có thể xóa nhân vật này đi. Ta chọn nhân vật là một con rồng Dark Chrome. Thì nhân vật này chúng ta thấy nó hoạt động như thế nào. Ở đây thì các bạn zoom to lên. Đấy, các bạn zoom to lên. Zoom to lên thì chúng ta thấy là con Dark Chrome này là một nhân vật mới trong phiên bản 3.0 thì không có. Và chúng ta sẽ sửa con này như thế nào. Thì các bạn ấn vào đây, các bạn nhìn thấy là nó cũng đã lên. Chúng ta chọn select, chúng ta nhấp vào hình con vật. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá từng tính năng nhé. Ví dụ như là tính năng về khuôn mặt. Khuôn mặt thì của chúng ta nhìn thấy là đó, happy rồi vân vân, mắt mở, mắt đóng. Đó, và rất nhiều thứ, đúng không? Rồi chúng ta chọn tức giận. Tức giận thì cũng có như này. Đó, đúng không? Đó. Rồi phần khuôn mặt như là surprise, như ngạc nhiên. Đấy. Thì đều được xây dựng trước cả. Các bạn có thể thay đổi nó. Rồi ngoài ra các bạn có thể dùng transform. Đấy. Transform từng phần một như mũi. Mũi to, mũi nhỏ. Các bạn có thể phóng to ra, thu nhỏ lại. Đấy. Phần mao, mồm, miệng, vân vân. Left eye. Đấy, mắt to ra, mắt mở nhỏ lại. Đấy là những cái mà chúng ta thấy là chúng ta có thể sửa được.
Rồi chúng ta có thể chọn deform cho con mắt. Đấy, deform là phóng co giãn đấy, phóng to thu nhỏ hoặc là điều chỉnh tùy hướng vân vân. Thì đây là phần morphing. Phần này thì chúng ta sẽ xem là nó sẽ di chuyển như thế nào. Select thuộc tính để chúng ta có thể ta khám phá nhá. Reset setting default sẽ nó ra cái gì. Ra ra này, ra đây là cái bảng này. Bảng này thì chúng ta có thể chỉnh sửa về nó không có lông mày thì chúng ta sang phần eye. Rồi phần hai to vân vân, hai bé vân vân đấy, các bạn thấy là rất là sướng đúng không? Phần mouth thì các bạn chọn như là lip drop, nhếch môi, hé môi, open eye. Đó, các bạn thấy công nhận là sướng thật. Công nhận phần mềm này nó làm cho chúng ta sửa nhanh, ví dụ như là phần lipstick stuck nó có thể lip gloss tạo sai ấy, tức là cái mồm của nó sẽ nhỏ xuống, trễ xuống. Rồi phần mũi, mũi thì chúng ta chọn mũi nhỉ. Mũi thì không, hình như nó không có cái phần tạo mũi cho chúng ta. Phần dưới brow lông mày, phần eye chúng ta có thể thấy đấy, cả hai nhá. Cả hai này, phần mouth 100% cỡ, nhỏ lại to lên, nhỏ lại to lên, đấy, vân vân. Đây là phần nhân vật con gì nhỉ, con rồng. Đấy, con rồng đấy, chúng ta thấy là phần như vậy. Rồi phần chúng ta vào phần chỉnh sửa về puppet, về khuôn mặt này chúng ta có thể di chuyển vân vân. Chúng ta ghi đây các bạn nhé, nhìn nhé. Ví dụ như là chúng ta chọn full khuôn mặt này. Đấy. Vâng. Thì chúng ta chọn phần mặc định của nó. Chúng ta chọn review. Đấy. Đấy. Chúng ta thấy. Đấy. Cái chuột của tôi quay lên up, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, vân vân. Đấy. Rồi phần này chúng ta sang up down up down up down up down. Đó, các bạn thấy không? Ôi sướng. Công nhận là phần mềm hay. Đó, đấy là phần chỉnh sửa về khuôn mặt. Ghi cái chuột của ta đi đâu thì lại. Ngoài ra nó có thể kết nối với webcam để cho chúng ta có thể nói chuyện được với nhân vật, để cho nhân vật có thể ghi được âm thanh vào bên trong. Đấy, với mồm cử động như nào thì chúng ta sẽ chọn như này. Đó, đây là phần chúng ta khám phá phần 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 đấy nhá. Ồ, phần khuôn mặt. Ồ, các bạn nhìn thấy không? Tuyệt vân vời đúng không? Đấy, tôi thì làm mới phát hiện ra thì tôi thấy là phần mềm này hay. Mỗi phần mềm nó có một cái hay riêng, như Tone Boom Harmony thì cũng tuyệt vời. Tone Boom, nếu mà chúng ta biết cách tinh chỉnh thì Tone Boom cũng không kém phần long trọng và có thể làm được rất nhiều cái phim nó mang tính chất chuyên nghiệp hơn. Còn đối với phần mềm này thì nó mang tính chất nó cứ đều 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 đều, nó simple, nó đơn giản. Đấy. Nó đơn giản. Ví dụ như là quay sau thì hình như hầu như không có, toàn quay side trước, front side, right, left, vân vân. Nói chung là chỉ như vậy. À. Thì chúng ta có thể sử dụng cái này để chúng ta làm. Đây là tôi review. Đấy, ví dụ như chúng ta record này, thì chúng ta có thể ta chỉnh sửa nhân vật như này. Up down up down up down up down up down. Thì khi các bạn ghi đấy thì đồng thời nó ghi vào keyframe luôn. Đấy, ghi vào keyframe luôn trong timeline nhá. Và lúc đó thì các bạn sẽ hoạt động
tương đối ổn luôn. Đây, ví dụ tôi đã chỉnh điều chỉnh như này, thì sau khi ghi timeline rồi các bạn ấn một phím space để phím phím cách ấy, gọi là khoảng cách ra một tí thì nó sẽ dừng lại và chúng ta ghi được đấy, ta ghi lại. Và bây giờ chúng ta thử xem nhé, cái tiến độ ghi và chúng ta đấy. Đấy, 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 anh chàng này đấy, được chưa? Đấy, tôi không động gì vào chuột nhé, đấy, đấy, ngon lành cành đào, đúng không? Đấy, chuẩn bị ngon lành rồi, tuyệt vời các bạn ạ. À, các bạn ơi, các bạn sử dụng phần mềm đấy đi, nó sẽ giúp cho chúng ta tạo những bộ phim cực kỳ hay, đúng không? Đấy, đấy, ok. Rồi bây giờ tôi cho con rồng nhảy phát nhỉ. Rồi bây giờ ta sang animation nhá. Ta đưa trở về đây, ta đưa trở về 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 không. Đấy. Đưa trở về timeline về không. Thì tôi vào phần human hay animal. Con này có hai chân. Hai chân thì nếu mà ta chọn bốn chân thì nó sẽ không đúng. Ta có thể chọn phần con người này chúng ta vào đấy, như lần trước này. Ta thả nó vào đây. Đấy. Đấy, đấy. Ôi giời ơi, sao mà lại sướng thế nhỉ? Rồi tôi lại thả vào đây phát. Đấy, ôi giời được. Đấy, chú rồng đã làm những cái trò đằng trước thì chúng ta ví dụ như là chú buồn này. Đấy, chú buồn nhá. Xét là buồn đấy các bạn này. Khi ta thả vào, ôi giời tuyệt vời, em buồn lắm anh ơi, trời ơi sao mà lại sướng thế. Rồi bây giờ ta lại thả một hành động khác vào đấy. À, như scare là sợ sệt đấy, chú sợ sệt này. Scale. Đấy, chú sợ sệt. Ôi chú sợ lắm ấy. Ngồi rồi sợ lắm rồi. Chú nói chuyện này. Chú nói chuyện này. Ta cho cả hai thằng vào cũng được. Đấy. Ta cho một thằng thôi. Vân vân. Rồi ta sang phần size thì chúng ta có thể cho chú những hành động như thế nào, ví dụ như đánh nhau chẳng hạn. Đây. Đấy, chú đá, chú đánh chưởng lên một phát, đúng không? Rồi chú chạy, chạy nhanh chẳng hạn. Lỗi chú chạy chạy buồn cười đấy. Rồi chú chạy thường này. Đấy. Thì các hành động thấy là các bạn thấy là chú sit down này, chú ngồi, ui chú ngồi, rồi chú ngồi và thở này. Đấy, ngồi và thở, sit and breathe. Đấy, các bạn thấy tuyệt vời không? Rồi à, chú walk này, chú walk, walk đi, walk đi, walk, chú đi bộ nhá. Chú đi bộ. Ôi đi bộ thì cái đuôi nó to quá, đi làm sao được, đúng không? Đấy, các bạn thấy là chúng ta đã khám phá ra một cái phần mềm mới, chính là phiên bản mới của hãng phần mềm này, họ đã đưa ra cho chúng ta để chúng ta làm quen. Đấy, các bạn sẽ theo dõi các kênh video của tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo các nhân vật trong phần mềm này ở các video sau. Tôi thì không phải là một người được học hành chính thống như các bạn, như animator của Việt Nam, tức là người ta có cộng đồng, người ta là những người chuyên nghiệp. Nhưng mà chúng ta tự học thì chúng ta vẫn có thể khám phá đầy đủ cái phần mềm này. Cái quan trọng là chúng ta hiểu ý đồ của phần mềm và các bước tạo ra nó. Thế thì tôi chỉ
nó so sánh với thôn boom, thì thôn boom là vẽ trực tiếp trên state hay là vẽ trực tiếp trên cái màn hình của chúng ta. Đấy. Còn đối với phần mềm này thì nó không có công cụ vẽ trực tiếp mà nó thường móc nối với Photoshop. Ở Photoshop lại móc nối với Illustrator, móc nối với Corel để chúng ta vân vân những phần mềm nào vẽ được thì nó móc nối. Móc nối khi vẽ xong update cập nhật thì nó lại trở về cho chúng ta, lại nhập vào đây vì nó lại có một cái chế độ là tạo vector tương ứng với hình ảnh mà ta tạo trong Photoshop để trở thành một nhân vật hoàn chỉnh. Đấy, công việc của cái này đó là đường ống chứ không phải là trực tiếp. Các bạn chú ý nhé, chúng ta tạo trên Photoshop bởi vì nó hướng đến người dùng của chúng ta là làm nhanh một cái vấn đề gì đó, một bộ phim nào đó để cho các bạn có thể hoạt động một cách làm ra một bộ phim hoạt cảnh nhanh nhất. Đấy. Ngoài ra ta khám phá như là phần phần background đây tương đối khá nhiều. Đấy, tương đối khá nhiều so với phiên bản 3.0. Rồi phần layer vân vân thì chúng ta rất nhiều thứ các bạn có thể áp dụng vào. Bài này chính là bài giới thiệu cho tất cả anh em trên Việt Nam này. Chúng ta làm những bộ phim hoạt hình hay thì tôi mạo muội giới thiệu như vậy, còn bạn nào còn ném đá thì cũng cứ ném. Mong các bạn ủng hộ, chia vui là chính, vì chúng ta không chê bai trên này được, bởi vì mỗi người chúng ta đều là đi sử dụng phần mềm của các hãng thôi. Đấy, chúng ta chỉ sử dụng lại phần mềm của các hãng thôi. Và như vậy thì các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh của tôi để chúng ta kết nối tạo thành một cộng đồng gắn kết và chia sẻ kinh nghiệm. Thứ hai nữa là chúng ta tạo những bộ phim truyện, bộ phim dựa theo các cốt truyện rất là nhanh. Chúc các bạn vui vẻ và nhớ đăng ký kênh cho tôi. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày hạnh phúc.